khóc kẹo dẻo khi đang ăn, bé trai lớp 1 được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Sự việc xảy ra vào tối ngày 25 tháng 9, bệnh nhân bị hóc kẹo dẻo là bé BHM, là học sinh lớp 1 ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Bé được người thân sơ cứu khoảng 15 phút rồi chuyển đến trung tâm y tế huyện, trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, mạch cảnh rời rạc. Sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu. Thạc sĩ bác sĩ Hà Thị Huê, phụ trách khoa hồi sức cấp cứu trung tâm y tế huyện Ninh Giang cho hay, đơn vị huy động 10 thầy thuốc từ khoa hồi sức cấp cứu, khoa liên chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng và điều dưỡng chuyên khoa để cấp cứu cho bệnh nhi. Sau khi xác định vị trí dị vật trong đường thở, thầy thuốc mất từ 2 đến 3 phút để gấp dị vật là kẹo dẻo màu đỏ để khai thông đường thở cho bé. Cùng đó, các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim bệnh nhân được tiến hành. Khoảng 10 phút, bé có nhịp tim đập trở lại, huyết áp, mạch nhưng bệnh nhân không đáp ứng được với thuốc, bác sĩ Huê nói. Ngay khi bệnh nhi có tim đập trở lại, các thầy thuốc đã giải thích cho gia đình, đồng thời liên hệ với Bệnh viện Nhi Hải Dương, sẵn sàng phương án chuyển tuyến cho bé. Tuy nhiên, sau đó, bệnh nhân nhiều lần xuất hiện ngừng tim, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, tức là gần 2 giờ từ khi bệnh nhi vào viện, gia đình xin đưa bé về nhà, qua đời tại nhà riêng. Qua đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần thận trọng khi cho trẻ nhỏ ăn những loại kẹo dẻo, kẹo cao su để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Trẻ nhỏ với bản tính tò mò hay có thói quen cho các vật cầm ở tay vào miệng để khám phá, hoặc trong quá trình ăn uống cha mẹ để con vừa ăn vừa chơi, vừa khóc vừa ăn. Các bạn học sinh lớn hơn thì hiếu động, chơi nghịch nên dễ bất cẩn dẫn đến hóc dị vật. Xử trí dị vật đường thở ở trẻ em. Nếu nạn nhân còn hồng hào, khóc được, la được, nói được, không khó thở, nên đặt ở tư thế ngồi thở, giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện để khám và gấp dị vật ra. Nếu nạn nhân tím tái, khó thở, không khóc hoặc khóc yếu, nhanh chóng gọi cấp cứu và tiến hành thủ thuật. Trẻ dưới 2 tuổi, phương pháp vỗ lưng, ấn ngực. Người lớn và trẻ lớn, thủ thuật Heimlich. Trẻ còn tỉnh, đứng sau lưng trẻ, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng trẻ, nắm chặt bàn tay làm thành một quả đấm đặt ở vùng thượng vị, ngay dưới chóp xương ức, phía trên rốn. Ấn 5 cái dứt khoát theo hướng từ trước ra sau và từ dưới lên trên, mạnh và nhanh. Có thể lặp lại 6 đến 10 lần ấn bụng cho tới khi dị vật rơi ra khỏi đường thở hoặc trẻ khóc la được. Trẻ hôn mê, để trẻ nằm ngửa, quỳ xuống dạng hai chân cạnh đùi nạn nhân. Đặt gót một lòng bàn tay lên vùng thượng vị, dưới chóp xương ức. Đặt tiếp bàn tay thứ hai chồng lên bàn tay thứ nhất. Ấn 5 cái dứt khoát mạnh và nhanh vào bụng theo hướng từ dưới lên trên. Có thể lặp lại từ 6 đến 10 lần ấn bụng cho tới khi dị vật rơi ra khỏi đường thở. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.